Xin chào khán giả của chương trình Vén Màn Showbiz do báo Người Lao Động thực hiện. Hôm nay chúng tôi mời quý vị khán giả đến với ca sĩ Duy Mạnh, là thanh xuân, là thần tượng của nhiều đối tượng khán giả. Và hôm nay câu chuyện của ca sĩ Duy Mạnh sẽ mang đến cho quý vị khán giả một khoảng thời gian cực kỳ thú vị, tôi hứa điều đó. Lời đầu tiên Duy Mạnh xin gửi lời chào, chúc sức khỏe đến tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Vén Màn Showbiz của báo Người Lao Động. Chúc cho tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất và luôn luôn mạnh khỏe. Xin cảm ơn rất nhiều. Rất là nhiều khán giả nha, rất là thích Duy Mạnh ở trên mạng, tại vì có thể nói bậy, nó rất đời, nó rất là gần gũi, và tất nhiên là anh hay trêu người khác, cho nên là người khán giả người ta cũng thích luôn. Nhưng mà có bây giờ anh nghĩ, tại vì bây giờ Cầm cũng đi hát rồi, và cái việc mà noi gương cho con là một chuyện, một nghệ sĩ lớn noi gương cho một nghệ sĩ trẻ lại là một chuyện thứ hai nữa. Và cái nữa là anh, vì anh là ba của Cầm, cho nên là cái việc mà bảo vệ hình ảnh cho Cầm hay là mình hướng cho Cầm đi một cái con đường nó chín chắn hơn á, lại là cái sứ mệnh của anh nữa. Thì cả ba yếu tố cộng lại thì anh có nghĩ là bản thân mình phải thay đổi không? Tức là như này, thực ra lúc mà Cầm cách đây khoảng 2 năm về trước ấy, mình không muốn con gái mình là theo nghề, theo nhạc, chỉ muốn là lúc đó cho sang bên Ý học, để thứ nhất là biết, đã biết tiếng Anh rồi, sang đấy học thêm và biết thêm tiếng Ý, và thứ hai là giáo viên dạy piano. Thì sau này khi mà Cầm bước vào cái số như này thì mình cũng nghĩ là cái tư duy âm nhạc của mình cái lúc trước và cái thế hệ trẻ bây giờ, về tự nhiên mình bị lỗi thời, mình cũng không hiểu. Nhưng gần đây thì mình mới hiểu, các bạn trẻ bây giờ ấy, là các bạn sẽ xây dựng theo một kiểu gọi là hình tượng idol, là cái phong cách, kể cả những cái nhạc sĩ bây giờ thì cái phong cách âm nhạc bây giờ trẻ trung hơn, năng động hơn. Thì sau này ấy, thì lúc trước ấy, mình cái vấn đề mà mình trêu, thực ra mình chỉ trêu, thực ra mình không vào trang Facebook của người khác, ít khi comment để trêu người khác, trang người khác. Có Tuấn Hưng, tại vì khi Tuấn Hưng nhắc đến mình thì mình trêu thôi, chứ không phải không đều có lý do. Đấy, còn sau này rồi bản thân cũng Hưng cũng là cái người mà thích, cũng muốn như thế. Bởi vì thực ra nếu mà bạn để ý xem, vì cứ mỗi lần mình nhắc đến Hưng ấy thì là rất nhiều người quan tâm cái chuyện đấy, thì cũng trêu qua. Thực ra là trêu, mình cũng trêu qua comment qua lại, mà Hưng cũng thích như thế. Nhưng mà sau này, sau cái live show vừa rồi đấy, mình nghĩ là mình cũng không muốn nhắc Hưng nhiều nữa. Vì có thể là, tại vì nếu mà không đùa Hưng, không trêu Hưng thì chắc chắn không bao giờ có cái live show này. Nói thì phải nói lại là như thế. Và trong cuộc đời, để mà cái mang lại hai cái dấu ấn nhất trong cuộc đời của Hưng ấy, thì mình lại là cái người mà mang đến cho Hưng. Đầu tiên đó là hai bài hát mà Hưng hát. Rồi xong đến khi cái live show này ấy, mà đã Hưng đã làm rất nhiều live show rồi, thì cái live show này mới là cái live show thực sự để lại dấu ấn của Hưng nhất, và với cả mình nữa. Mà thực ra với cái vấn đề mà làm cái live show vừa rồi, nhiều người thì cứ thấy khi nghệ sĩ làm từ thiện hay bỏ tiền ra làm từ thiện này, thì cứ nghĩ là những cái người bà con bão lũ hay những người được hưởng. Nhưng mình phải hiểu này, cái cảm giác mình có một khái niệm này, khi mình tặng ai một cái gì đó, cho ai cái gì đó, thì cảm giác của người cho người tặng này còn sướng hơn cả người nhận nhá. Thực sự đấy đấy, chứ không phải là mình ban phát cho người khác mà là người khác được hưởng. Tại vì thực ra để mà được cái lợi nhất trong cái vấn đề show rồi, thì mình với Hưng mới là người lợi nhất. Bởi vì cái đó là vô tình đến, tất nhiên là đến đồng bào bị bão lũ thì không ai mong muốn. Thế nhưng khi mà bà con bão lũ đến, thì mà nghệ sĩ được trách nhiệm của tất cả mọi người, chứ không phải riêng nghệ sĩ, là phải hướng đến bà con bão lũ. Bởi vì Việt Nam mình có một cái tinh thần dân tộc rất cao và đoàn kết. Mà đặc biệt rất kỳ lạ ở chỗ là chúng ta có thể gay gắt, đã nói rồi, mình đã nói live show gay gắt rồi, tranh cãi rất kịch liệt với nhau, nhưng chỉ cần đồng bào ta tổn thương thôi là chúng ta sẽ gạt bỏ tất cả, lại chúng ta hướng đến. Thì cái lợi vừa rồi nhất phải nói mình với Hưng mới là người lợi nhất, bởi vì đó là cái sự uy tín. Mà cái sự uy tín này chắc chắn là tiền không thể mua được đấy, mà mình cũng không có phải mất gì nhiều. Chờ, không có mất về tiền bạc, mà chỉ là cái công sức một phần nhỏ mình bỏ ra thôi. Khi mà Cầm đi hát á, thì anh thừa biết, tức là anh rất là nhiều thập niên ở trong nghề này rồi, thì anh thừa biết có những cái gì nó ở trong cái showbiz này. Thì mà khi mà Cầm đi thì ngay từ đầu anh cũng đâu thích Cầm theo đâu, nhưng mà bây giờ Cầm đã theo rồi, thì cái bài học mà anh dặn Cầm nó là gì? Tức là này, lúc mà Cầm bước showbiz ấy, thì cái thế hệ của
anh cách đây khoảng 12 năm ấy, thì lúc đó phải nói là Việt Nam mình khoảng độ 15 năm hay 10 năm trở lại đây phát triển rất là nhanh. Mình phải hiểu là khi mình phát triển nhanh là lý do đó xã hội bắt đầu phát triển nhé. Ngày xưa anh chỉ nói là kể về văn hóa về âm nhạc thôi. Ví dụ hồi xưa anh nhớ anh hát ở Sài Gòn đi, đi xuống Cần Thơ thì qua bên kia cái cầu đây là âm nhạc đã khác nhau rồi. Ở dưới thích ca cổ, thích nhạc đấy, mà thậm chí để mà cái thời đấy cách đây khoảng 20 năm trước mà ca sĩ mà miền Bắc ấy mà đi vào hát trong miền Tây ấy hầu như rất ít. Đúng rồi, không có hợp không nhau. Không có hợp mà chỉ có một mình anh duy nhất là hợp hát miền Tây, bởi vì lúc đó là sao? Là cái bài Kiếp Đỏ Đen. Nhưng mà thực sự mọi người không hiểu đâu, chính là anh, bản thân anh ấy, bố anh gốc là người Nam, là tập kết Đà Bắc, lấy mẹ anh ở Hải Phòng. Thì bởi ngày xưa anh đã vào trong Nam từ năm 7 mấy, xong năm 8 mấy anh có học ở trong này, lớp 3, lớp 4 rồi, nhà anh ở hai nơi, anh học nhạc viện trong này. Thì cái bài hát Kiếp Đỏ Đen nó cũng mang cái hơi hướng ngày xưa hay người ta hay gọi là nhạc sến đấy, hay nhạc sến, nó cũng hơi một chút cái âm hưởng của cái nhạc đấy, nhạc giống như là đấy thì dân miền Tây thích. Thì anh là cái người đúng xô gì đó đúng không? Rất hồi xưa anh hát miền Tây nhiều, rồi đầu tiên ở Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh là chưa có thích, ngoài Bắc rồi bên nước ngoài thì anh thích Kiếp Đỏ Đen, người ta nghe nhiều, rồi anh đi tỉnh đấy, rồi những cái vùng như là Thái Nguyên, Lào Cai đấy thì anh nói là cái đây khoảng độ 20 năm trước anh hát ở những cái nơi mà bão lũ vừa rồi bà con bị ấy. Thì đấy là gắn nhiều rất là kỷ niệm. Anh đã, đó là lý do tự nhiên anh cảm rất là xúc động. Và khi anh làm được cái điều là lan tỏa được một cái vấn đề lan tỏa của mình để mà làm cái live show cùng Hưng ấy, ủng hộ đồng bào lũ lụt về những vùng bà con trên Thái Nguyên rồi trên vùng đó thì anh cảm thấy hạnh phúc. Thì ngày xưa mà khi đi hát trong miền Nam này thì ca sĩ muốn nổi tiếng thì phải vào trong này. Vì trong này có những trung tâm, với lại nhạc, nhiều show nữa. Nhiều show. Nhưng bây giờ đã có mạng internet rồi đường cao tốc ấy, khi mà đã có thông toán tất cả mọi thứ thì cái văn hóa âm nhạc ấy, anh thấy như là hẳn từ đây xuống Cần Thơ đâu gần gần cũng như nhau hết, đâu cũng nghe nhạc remix được, là nó không phân biệt nhiều. Thì bây giờ ca sĩ kể cả ngoài Bắc không cần phải vào trong này cũng có thể nổi tiếng, cũng có thể đi khắp nơi được. Thế thì ngày xưa muốn vào trong này thì đôi khi mình phải có sự quan hệ, đôi khi có một nhóm nghệ sĩ nhau, có thể họ thích mình hay không thích hạn như thế. Thậm chí ngày xưa thời kỳ mà lúc mà anh mới vào đây đi hát ấy, trong một số những cái chỗ mới lúc mà mình chưa ai biết mình đi xin hát đấy, mình lấy cái tên thật của mình là Duy Mạnh này, là có nhiều bầu show nghệ không thích, thì cái hồi đó phải trao lưu là phải đặt tên theo, tại vì lúc đó là rất theo nhạc Hoa hay đặt tên theo những cái Hồng Kông ấy, Hồng Kông. Dạ, Hồng còn Kông. Bây giờ các bạn thích Hàn Quốc thì lại đặt theo kiểu Hàn Quốc. Dạ. Đấy, thì phải có nhóm nhau phải. Đấy. Còn nhưng bây giờ sau này chúng mình tìm hiểu thì cái thế hệ trẻ của cầm bây giờ khác với mình, thì là các bạn bây giờ hay các bạn chơi cùng với nhau. Chứ ngày xưa cái thời mình nhá, có những sự cạnh tranh nhưng mà cái sự cạnh tranh nó không lành mạnh ở cái chỗ này. Đôi khi chỉ là một cái poster trên thôi, nhưng có thể là cái người nghệ sĩ ấy, người ta chơi thân với bầu show này, người ta để họ to hơn một tí. Xong thậm chí là xong người ta cố tình người ta lấy cái poster hình của hình người ta cho xuống cái, nằm ở dưới người kia, tức là sẽ gây ức chế. Tức mặc dù cái đấy mình cũng không quan tâm, nhưng mà có thể người ta nhìn vào người ta sẽ ức chế. Mà khi tâm lý của một nghệ sĩ mà khi lên biểu diễn ấy, bị ức chế thì sẽ bị một cái gì đó là mình sẽ không được thoải mái. Đó thì hồi đó lúc mà mình mới hot lên, gọi là mới nổi tiếng lên lúc đấy, cái bài Kiếp Đỏ Đen tất cả miền Bắc đều thế. Mình cũng đi hát, mình không muốn nói tên nghệ sĩ đấy, thì bầu show người ta sẽ để cái tên của mình rất là to bên trên, thì để cái hình của cũng một đồng nghiệp của mình ở bên dưới. Thế nào đồng nghiệp kia cũng nói là tại sao cũng thế, mình cũng nói bầu show thôi không cần phải để hình anh đâu, em không cần để hình, em cứ để cho bạn hình to lên được, nhưng miễn sao hát cứ giải đủ tiền là được. Anh biết lấy đủ tiền thôi, còn hoặc cho hình anh biết xíu được, anh biết sao giải đủ tiền chứ đừng giải nhiều. Bảo thôi, bảo không, anh không bảo thôi, em cũng làm sao làm, anh chỉ cần đủ tiền thôi, anh không cần. Thế là mình cũng không quan tâm đến cái chuyện điều đó lắm, chứ nếu mà mình cũng cạnh tranh đấy, tự nhiên mình cảm thấy ức chế đấy, sự đố kỵ mình sẽ không thoải mái. Thì cũng giống như mình nói rồi vừa rồi, cái show mà trên Tam Đảo ấy, thật sự là cái show đó là mình chỉ nghĩ đồng bào bà con, mình cứ nghĩ hôm đấy mình nói Hưng là thôi hôm đấy show của em ấy, em là ca sĩ em hát hết đi, anh chỉ hát 5 bài thôi, thì anh có hát đấy, còn trong thì cũng nhẹ nhàng hát 5 bài cho em hát thoải mái, để show em cứ thích, em thoải mái, xong rồi không anh phải hát nhiều hơn. Xong rồi Hưng còn nói chứ đây là một trận chung kết,
Nhưng mà mình nghĩ vào cái đây có vẻ đây là hát ở màu nghe em có đủ so đo gì đâu. Thế đâm ra mình cũng rất là thoải mái cái tư tưởng thì mình tại vì cái tư tưởng của mình ấy là thực sự mình chơi Facebook ấy là mình lên trêu người đấy để mình xả stress. Tại vì người bản thân mình là cái người viết nhạc. Cái vai trò của người viết nhạc với ca sĩ khác nhau. Vì người viết nhạc đôi khi mình cần phải thưởng thức sự cô đơn và tận hưởng sự cô độc. Chứ còn nếu mà cứ đi nhậu nhẹt bạn bè suốt là đó mình không có thể lặn viết được nhạc. Mà đôi khi cái sự tận hưởng của mình nhiều quá mình sẽ bị stress. Có những thời gian mình ở nhà suốt mình không muốn quan hệ, không muốn gặp ai đấy. Thế bị chết, chết thì cứ lên mạng cái chọc chọc người này kia. Thế để trêu người này kia thì tự nhiên mình xả chết. Thì mình đầu tiên là mình chơi Facebook, mình không biết chơi, mình nghĩ cái này nó không cần thiết mình. Thế nhưng mà lúc mà mình thích đánh đàn, thì cái cách đây khoảng hồi 2016 bắt đầu có cái ứng dụng live stream ấy. Thì bắt đầu mình đánh đàn hát, thì mình thích cái đấy. Thì vài người vào nói kia thì bắt đầu mình phải tìm cách nào để mình, tức là mình trêu gọi hay là mình có cãi nhau nhưng mà mình không phải là để mang hận thù mà làm sao để xả stress cho mọi người dọn đọc cùng để tương tác để vui. Cái mục đích của mình là như thế. Nhưng vậy sau nó cũng bị cuốn theo vì có một số những đối tượng ấy họ hay lôi kéo vấn đề chính trị và họ đã nói xấu Việt Nam thì bắt đầu mình cái quan điểm mình bật lại nhưng đọc cái đó thì bắt đầu họ report mình bị mất Facebook. Nhưng về sau này bây giờ mạng thông tin xã hội cũng có nhiều người hiểu ra thì mình cũng không nói về cái vấn đề này nhiều nữa, mình cũng có nhiều kênh chẳng nói về cái đấy thôi. Thế còn cầm thì sau này các cầm mình chơi cùng các bạn, cũng nhóm của các bạn làm nhạc theo ekip, tức là các bạn hay cái chỗ này, không cạnh tranh nhau theo kiểu mà đẻ poster to nhỏ, dìm nhau nữa, và các bạn sẽ là bên này ekip này làm sản phẩm tốt, bên kia sẽ làm sản phẩm tốt hơn, và các bạn sẽ có một ekip để làm truyền thông. Thì cái cách mà cầm bây giờ là theo con đường là như thế, giống như các bạn trẻ, và các bạn, mà các bạn bây giờ đi hát khác như mình. Ngày xưa mình đi hát gọi là đi chạy show á, cảnh ảnh hồi mà mình ở ngoài Bắc, mình nghe mấy nghệ sĩ Việt Nam mà buổi tối đi chạy 3-4 show mình thấy vất vả cực khổ lắm, rồi thậm chí là mà Tết cũng không được ăn Tết, phải đi chạy show nghe vất vả cực khổ lắm. Nhưng mà sau mình hiểu cái này khổ, cái này là đi kiếm tiền chứ không phải nghệ thuật. Chứ còn nghệ thuật đấy là người ta phải chuẩn bị. Các bạn trẻ bây giờ nhé, các bạn chỉ hát 4 bài thôi, 4 bài, nhưng mà các bạn cho một stylist chuẩn bị lên sân khấu xong rồi stylist hát đúng 4 bài. Chứ còn ngày xưa đang chạy hát đây, bắt đầu chạy hồi lên là chưa có mũ bảo hiểm, như bây giờ là chạy xe máy đang hát, mình nhớ ở đường 3/2 có sân khấu Phương Nam, xong 126 ông chống đồng, thế là cứ hát đấy khoảng 100.000 hát 2-3 bài, thế là bắt đầu đã chạy xe máy chạy đây hát, khi đấy là gọi là đi kiếm tiền, đấy không phải nghệ thuật. Mà Tết nhớ hồi xưa mình nhớ là nhất là những dịp Tết mà đi chạy show ấy, thì ví dụ chẳng hạn đi theo đoàn Sao Đêm, rồi đi một số đoàn thì chẳng hạn đi xuống miền Tây, ví dụ chẳng hạn đi từ đây xuống mấy tỉnh thì cách nhau khoảng 40 cây số thì là có một tụ điểm. Ô tô trùng gà đó. Ô tô trùng gà tụ điểm. Yeah. Thế nhưng mà chia ra bên kia có khoảng độ 5 ngôi sao hay 4 ngôi sao, thì bên này có 4 ngôi sao thì bên kia chạy ngược lại. Bên kia cứ chạy tụ điểm từ bên lại chạy lại. Chạy xong rồi khán giả cứ đợi cuối cùng ấy là xem, chủ yếu là người ta hiếu kỳ, người ta xem mặt ca sĩ thôi. Chứ còn âm thanh ngồi đấy buồn cười đó. Thì cái đấy gọi là đi kiếm tiền. Chứ cũng chả vất vả gì, bởi vì Tết có ai bắt mình đi đâu. Đây là do mình chạy show để kiếm tiền, xong kiếm tiền xong thì lúc mà người ta Tết xong người ta phải đi làm thì mình lúc đó mình lại ngồi chơi, mình đi du lịch. Thì cái đấy mình nghĩ không phải là ngồi, mình nghĩ thì khổ lắm, mình nghĩ cái đấy không khổ. Thực ra cái người nghệ sĩ ấy mà cái thời đấy ấy, mà Tết không ai gọi mình đi hát ấy, mới là khổ. Không có tiền. Không có tiền mới là khổ. Thật sự, nghĩa là mình nhớ hồi xưa, thậm chí có nhiều công nhân như mình chỉ nói, có một số người bạn mình ấy đi vào đây đi làm bảo chứ em thật anh nghe chứ ngày Tết là bọn em khổ. Tết mà không ra thăm bố mẹ thì bảo là con cái không có hiếu bố mẹ. Nhưng mỗi lần mà ra với bố mẹ Tết đi ra thăm, đi làm trong này công nhân đi ra thăm bố mẹ xong rồi tiền tàu tiền xe ra thăm xúc xong rồi đi vào lại đi làm lại phải mắc ôm nợ một đống tiền. Thế đâm ra nghệ sĩ hạnh phúc nhất là được lên sân khấu, được đi hát. Cái đấy là một cái mà hạnh phúc của mình.